đấy, thấy không, cái mỏ nó màu màu đỏ đấy, đó nó thích không, nó thích tay của con không? Rồi nó mổ này, nó đang là lắng tai nghe đó, đó thấy không? Đọc kinh cho nó cũng nghe không, nói chuyện cho nó cũng nghe, đàm thoại nó cũng nghe, giải thích cho nó cũng nghe.